Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung Quốc trải qua thảm khốc nghìn năm cảnh báo khẩn cấp hôm thứ Năm. Mức độ ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đã được đưa ra tại tỉnh miền Trung Hà Nam của Trung Quốc sau khi khu vực này chứng kiến trận mưa lũ được cho là chưa từng ghi nhận trong nghìn năm qua. Bộ quản lý khẩn cấp nước này đã điều động 1.800 lính cứu hỏa từ các tỉnh lân cận, được trang bị hơn 250 xuồng cao tốc để hỗ trợ sứ mệnh khắc phục thảm họa. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống 2-3 ngày tới do ảnh hưởng của bão số 3, với một số khu vực có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 280mm mỗi ngày. Từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Ba, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam đã ghi nhận lượng mưa 617,1mm, gần bằng lượng mưa trung bình 640,8mm hàng năm của thành phố này. Các nhà khí tượng học địa phương đánh giá lượng mưa ở Trịnh Châu trong 3 ngày qua là nghìn năm có một. Giới chức Trung Quốc cho biết ít nhất 25 người không qua khỏi và 1,24 triệu người dân tại tỉnh Hà Nam đã chịu ảnh hưởng do đợt mưa lớn do bão từ cuối tuần trước, khiến nhiều đoạn sông bị sạt lở và gây ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Theo báo chí châu Á, khoảng 100.000 người dân sinh sống tại thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được sơ tán, trong khi các tuyến đường sắt và đường bộ tại nơi đây đều bị gián đoạn do mưa lũ. Mực nước tại nhiều đập và hồ chứa nước trong tỉnh Hà Nam đã dâng cao tới mức báo động. Bộ chính quyền Trung ương phải điều động hàng chục nghìn binh sĩ tới tỉnh này để triển khai công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ người dân gặp nạn. Mưa lũ cũng khiến con đập Yehetan ở thành phố này xuất hiện vết nứt dài 20m. Một lữ đoàn công binh thuộc biên chế quân đội Trung Quốc đã được điều đến hiện trường để cho nổ một đoạn kè gần con đập nhằm giảm bớt áp lực của nước lũ cũng như hóa giải nguy cơ vỡ đập. Tại thành phố Trịnh Châu bên bờ sông Hoàng Hà, lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống chỉ trong một giờ vào hôm thứ Ba, buộc thành phố phải dừng hệ thống tàu điện ngầm, đóng cửa đường cao tốc và hoãn các chuyến bay. Mưa lũ lớn khiến hàng trăm người mắc kẹt trong một chuyến tàu điện ngầm ngập nước ở thành phố Trịnh Châu. Lực lượng cứu hộ hôm thứ Ba khoét một lỗ trên nóc tàu và dùng dây thừng sơ tán từ hành khách đến nơi an toàn. Một số tài khoản mạng xã hội đưa tin có hành khách đã không qua khỏi vì đuối nước trong toa tàu. Song thông tin này không được kiểm chứng và giới chức Trịnh Châu cũng không xác nhận. Nước sông dâng cao cũng đe dọa hang đá Long Môn gần thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Hang đá Long Môn là di sản thế giới của UNESCO với những tượng Phật được khắc trên vách đá vôi có tuổi đời hàng thiên niên kỷ. Cũng như hang đá Long Môn, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong, nổi tiếng là cái nôi võ thuật, cũng tạm thời đóng cửa. Cũng tại Đăng Phong, một nhà máy hợp kim nhôm đã phát nổ vào hôm thứ Ba sau khi nước từ một con sông tràn vào nhà máy. Ít nhất 31 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vượt mức cảnh báo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay tuyên bố trận lũ ở Hà Nam vô cùng nghiêm trọng. Loạt công ty và một ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho biết đã quyên góp và hỗ trợ khẩn cấp cho chính quyền Hà Nam hơn 1,9 tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc nâng cảnh báo lũ lên gần mức cao nhất. Những cơn mưa như chút nước tiếp tục bao trùm nhiều địa phương, trong đó nghiêm trọng nhất ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc trong ngày thứ Tư, buộc nước này nâng mức cảnh báo ứng phó với lũ lụt lên mức 2, mức cao thứ 2 trong thang đo 4 mức của hệ thống cảnh báo mưa lũ của Trung Quốc. Theo Bộ Xử lý các vấn đề khẩn cấp Trung Quốc MEM, mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, với lượng mưa đã vượt mức cao nhất theo dữ liệu ghi chép từ trước tới nay. Mưa bão đã khiến mực nước tại hồ chứa nước dâng lên nhanh chóng, buộc nhà chức trách phải yêu cầu các khu vực dân cư tại hạ nguồn sơ tán khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, tính từ sáng thứ Bảy tuần trước đến sáng thứ Tư tuần này, theo giờ địa phương, lượng mưa trung bình tại Trịnh Châu là 458,2mm, với nhiều khu vực có tổng lượng mưa vượt mức trung bình hàng năm của thành phố. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, MEM đã triển khai một đơn vị công tác tới khu vực chịu ảnh hưởng của tỉnh Hà Nam để hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ người dân gặp nạn. Một nhóm lực lượng cứu hộ gồm 1.800 nhân viên cứu hỏa mang theo các thiết bị cứu nạn huy động từ 7 tỉnh lân cận đã được điều động tới vùng lũ.
Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết, mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng khiến hoạt động giao thông bị gián đoạn trên 30 đoạn đường trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Hà Nam. Giao thông đường sắt và hàng không cũng bị ảnh hưởng, nhiều chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Trịnh Châu cũng buộc phải hủy bỏ. Hiện Trung Quốc bắt đầu khôi phục hoạt động đường sắt tại tỉnh Hà Nam, đồng thời tăng chuyến để sơ tán người dân tránh lũ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, giới chức đường sắt chỉ thị các tàu chạy ở vận tốc vừa phải. Đến nay, mưa lũ tại tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người. Số người không qua khỏi tiếp tục tăng, Trung Quốc cho nổ tung đập để phân lũ. Quân đội Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả nước lũ khi nó đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất của mình. Sự việc diễn ra trong bối cảnh số người không qua khỏi trong trận lũ này tăng lên tới ít nhất 25 người. Việc cho nổ một con đập diễn ra vào đêm thứ ba tại thành phố Lạc Dương, ngay khi lũ lụt nghiêm trọng tràn ngập thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, khiến người dân mắc kẹt trong hệ thống tàu điện ngầm, các trường học, căn hộ và văn phòng. Trong một cuộc họp báo, các quan chức tỉnh cho biết thêm 7 người khác bị mất tích, giao thông và các công việc bị gián đoạn trên toàn tỉnh. Mưa lớn biến đường phố thành dòng sông chảy xiết, cuốn trôi xe ô tô và tràn vào nhà dân. Ít nhất 10 chuyến tàu chở khoảng 10.000 hành khách đã bị tạm dừng, trong đó có 3 chuyến phải dừng trong hơn 40 giờ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết một số đoạn của 26 đường cao tốc đã bị đóng cửa do mưa. Một vụ mất điện đã khiến các máy thở tại bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu buộc nhân viên phải sử dụng túi khí bơm tay để giúp bệnh nhân. Hơn 600 bệnh nhân ở đây đang được chuyển viện. Trong khi đó, bão số 3 đã suy yếu nhẹ vào sáng nay trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, khi nó ảnh hưởng tới các khu vực của Nhật Bản. Dự kiến cơn mưa này sẽ mạnh lên và có khả năng tấn công Đài Loan và các khu vực của Trung Quốc vào cuối tuần này. Trung Quốc oằn mình gánh mưa lũ. Đợt mưa lớn chưa từng thấy tại tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã làm ít nhất 25 người không qua khỏi, 7 người mất tích và hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Tính đến ngày thứ tư tuần này, ít nhất 12 người không qua khỏi và 5 người bị thương do mưa lớn những ngày qua gây ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Từ chiều thứ Bảy đến cuối ngày hôm qua, lượng mưa đo được tại thành phố là 12,6 triệu dân này lên đến 617mm, gần bằng mức trung bình trong một năm. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà khí tượng đánh giá, đây là đợt mưa chưa từng có trong 1.000 năm. Mưa lớn khiến mực nước tại sông Hoàng Hà dâng cao và các thành phố tại tỉnh Hà Nam chìm sâu trong nước. Mực nước tại nhiều hồ chứa vượt quá mức cảnh báo. Nhà chức trách đã ngừng hệ thống giao thông công cộng, nhưng nước lớn từ chiều thứ ba tràn vào một đường tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Các đoạn video được chia sẻ cho thấy nhiều hành khách, gồm cả trẻ em bị mắc kẹt trong toa tàu với mực nước dâng lên cao đến vai. Đội cứu hộ sau đó cắt phần mái của toa tàu và giải cứu được khoảng 500 người, nhưng 12 người đã không qua khỏi. Tại một khu vực khác, lính cứu hỏa đã kịp thời giải cứu hơn 150 trẻ em và giáo viên tại một trường mẫu giáo bị ngập trong nước lũ. Tại bệnh viện của Đại học Trịnh Châu, nguồn điện bị cắt vào tối thứ ba, buộc ban quản lý khẩn cấp sơ tán hơn 600 bệnh nhân nặng tại thành phố Củng Nghĩa. Ít nhất 6 người không qua khỏi, nhiều tuyến đường bị cắt đứt do sạt lở. Mực nước ở 14 hồ chứa tại thành phố bị tràn bờ, trong khi nguồn cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc tại nhiều vùng bị cắt đứt trong hơn 24 giờ. Có 7 người không qua khỏi và 7 người mất tích được cập nhật thêm vào tối thứ Tư, nhưng không nêu rõ tại thành phố nào. Cảnh sát vũ trang và binh lính được điều động khẩn cấp trong đêm đến hỗ trợ gia cố con đập Yehetan tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vì nước lũ làm vỡ một đoạn đê dài 20 mét. Đến sáng qua, quân đội phải dùng thuốc nổ tạo một dòng chảy khác để điều tiết lũ, giúp mực nước trong hồ giảm xuống, kiểm soát được mối nguy. Trước đó, mưa lớn làm vỡ hai con đập tại thành phố Lô Huân, Bối Nhĩ thuộc khu tự trị Nội Mông vào chiều Chủ nhật, nhưng người dân đã được sơ tán kịp thời. Tính đến hôm qua, hệ thống giao thông tại Trịnh Châu vẫn bị gián đoạn nhiều vì ngập lụt và đường xá bị hư hại nặng. Tổng cộng 303 chuyến bay bị hủy và khoảng 1.100 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Khoảng 200.000 người dân thành phố được sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất, trong khi mức ứng phó trên toàn quốc được nâng lên mức cao thứ hai. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 1.800 nhân viên cứu hộ từ các tỉnh, thành, lân cận đến Hà Nam để hỗ trợ. Trước đó, hơn 6.000 lính cứu hỏa và gần 3.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang tại Hà Nam đã được huy động đến vùng bị ảnh hưởng để cứu người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua miêu tả tình hình tại Hà Nam là cực kỳ nghiêm trọng. Khi việc ứng phó lũ bước vào giai đoạn then chốt, nhà lãnh đạo yêu cầu cơ quan chức năng mọi cấp phải ưu tiên đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn lũ và cứu trợ. Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại Hà Nam trong 3 ngày tới. Tại tỉnh Hà Bắc,
Kể bên mưa lớn cũng khiến cho 100 chuyến tàu bị hoãn, nhiều tuyến đường bị đóng. Cơ quan phòng ngừa thảm họa địa phương hôm thứ Tư đã phát cảnh báo khẩn, kêu gọi toàn bộ đơn vị làm hết sức để ứng phó với mưa lũ. Thưa quý vị, trong thế kỷ 20, trên thế giới đã xảy ra những trận động đất kinh hoàng khiến hàng chục nghìn người bị chết, gây ám ảnh cho toàn nhân loại. Động đất tại Đường Sơn, Trung Quốc năm 1976. Đây là trận động đất khủng khiếp nhất thế kỷ 20, được coi là trận động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20, xếp trên cả động đất Ấn Độ Dương năm 2004. Trận động đất này đã hủy diệt gần như toàn bộ thành phố công nghiệp Đường Sơn, nơi sinh sống của khoảng 1,6 triệu người Trung Quốk. Theo thống kê, có khoảng 240.000 đến 255.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất này. Ngoài ra, ước tính khoảng 164.000 người khác cũng đã bị thương nặng. Lịch sử sau này vẫn nhắc lại sự kiện đau thương này như một nỗi ám ảnh về thảm họa mà thiên tai có thể mang lại cho nhân loại. Năm 2010, sự kiện này đã được dựng thành phim với tên gọi Đường Sơn Đại Địa Chấn. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã gây chấn động tâm lý sâu sắc cho khán giả về thảm họa thiên tai tàn khốc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình biến động ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký cho Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.